Rồi nhân xin chào các cô chú anh chị mình gần xa. Hôm nay quay lên cái clip về cây dừa bonsai cho mọi người xem chơi. Hôm giờ cũng mấy ngày không có rảnh để làm clip. Thì hôm nay có hai cái cây dừa đã ôm sẵn. Ôm mấy ngày cũng lâu lắm rồi, từ lúc mà phơi khô luôn. Đây. Cái phần trên này là đít nè, phần này là đầu. Thì em đã bỏ vào cái chậu nước này nè. Phía dưới là ôm bằng nước. Nó sẽ tự rút nước lên bằng cái vỏ dừa hoặc là bốc hơi nước, nó sẽ giữ độ ẩm cho cái gáo dừa của mình. Thì hiện tại thì cái trái này cũng đã ra rễ. Và cái trái thứ hai nó cũng ra rễ. Thì hai trái này em đều bỏ cùng một lúc. Thì cái gáo dừa hiện tượng trong cái phần từ cái hũ cho xuống thì nó sẽ giữ ẩm toàn cái gáo dừa, thì bên trong nó cũng sẽ vậy thôi. Thì phần rễ phía dưới thì em sẽ cho nó đụng nước thì nó sẽ tự động rút nước lên và nó nuôi sống cái cây. Nhưng mà hai cái trái này không có, em không có đây để cầm lên. Hai trái này đều em không có dự gọt mặt ha. Không có giặt mặt. Rồi không có giặt mặt nên cái trái dừa mình thì cái mọng nó vẫn còn nằm bên trong nên nó chưa có thể lú ra được. Vì em đang ôm cho nó chút cái đít dừa lên nên có thể là cái mọng nó đã đang đi lên về cái hướng nào đó, cái mép bên nào đó, mép bên này hay mép bên đây mép kia gì đó thì mình chưa có biết. Thì nếu như theo sự phán đoán không lầm thì cái mọng nó đang nằm ở khu vực này thì nó đang đi lên cái đường này, nhưng mà nó rất khó để chui ra bên ngoài, tại vì bề ngoài cái vỏ này là rất là cứng nên nó khó để đâm ra. Nếu như mình không dẹt ra thì nó có thể là nằm bên trong khá là lâu. Tại vì em cũng đã có lụm được vài trái tương tự như thế. Nó ra rễ bên ngoài nhưng mà mọng nó bị kẹt lại bên trong. Và sau một thời gian rất là lâu dài thì cái phần phía dưới này nè, cái củ nó phình to lên thì mình mới phát hiện ra là bên trong nó đang kẹt một cái mọng, nên mình gỡ ra thì nó sẽ cái mọng nó kẹp vô cái thân này, bị cái vỏ dừa ốp ấy. Xong rồi nó mình dở vỏ dừa ra là nó sẽ bung bật ra, nó sẽ bật ra liền, tại vì nó bị ép một thời gian rất là lâu dài nó sẽ giang lên. Thì hai trái dừa này em đang thử nghiệm khoảng một thời gian lâu lâu một tí thì xem nó ra sao. Xem nó thử một thời gian xem sao hả mọi người. Mọi người nhớ theo dõi cặp dừa này với em ha. Thì em sẽ quay lên cho mọi người xem vui. Thì một khoảng thời gian sau em sẽ quay lại. Thì chắc khoảng vài tháng nữa mới quay được nó. Thì em sẽ quyết định để cho nó như thế này, không lột vỏ. Nếu như khoảng 2 tháng nữa mà nó không chịu lú mọng thì em mới tiến hành lọc vỏ ha. Không chịu lú mọng thì lúc đó là mình đã biết cái mọng nó đang ép bên trong, mình sẽ lột. Nếu như nó sẽ lú lên thì nó trồi lên tới trên này nó lú ra. Nếu như nó có nứt một lần nào đó để nó lú ra thì mình sẽ hỗ trợ nó, mình phép cho nó một lỗ để nó ra. Nếu như cái thế này mà nó lú ngay trên chỗ này ha, mình phép một lỗ cho nó ra chỗ này thì mình sẽ giữ nguyên cái vỏ để cho tạo một cái cây dừa bonsai độc lạ một tí.
Thì chỗ này mình cũng đang ôm những cái cây dừa xung quanh nè. Chỗ này là mình ôm thôi. Đây đó, bên đây mình cũng đang ôm nè. Đó. Đây là ôm trong nước. Thì mọi người nhớ like và đăng kênh ủng hộ giúp mình ha. Đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tới đây. Rất chân thành cảm ơn mọi người ha.